truyền 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn để cứu nam bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn. Chiều ngày 27 tháng 6, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy cho biết. Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 30 tuổi, nhà ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhập viện trong một tình trạng là được chẩn đoán là rắn hổ chúa cắn, nhiễm độc thần kinh nặng. Thì ca này là 9 giờ sáng ngày hôm qua là ngày 26 tháng 6 thì bệnh nhân đi lên núi Nội Bài ở Bà Rịa Vũng Tàu, mục đích là đi để mà lấy nọc ong, lấy ong, bắt ong, nhưng mà cuối cùng thì không có. Thì bệnh nhân vô tình thì thấy một con rắn kích thước cũng lớn và khoảng gần 2 kg. Thì bệnh nhân này mới bắt con rắn. Khi mà trong quá trình bắt thì con rắn nó cắn ngay cái mặt ngoài ở cổ tay bên trái của bệnh nhân. Sau khi bị cắn xong thì bệnh nhân thấy đau, hơi đau nơi vết cắn, rồi mới bắt luôn được, đập được con rắn đem về nhà. Thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ khi bệnh nhân về nhà thì bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu là sụp mi, cảm thấy thở khó, yếu tứ chi. Sau đó người nhà đưa bệnh nhân nhập vô bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nhập bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu vô, bệnh nhân vào tình trạng là suy hô hấp, cho nên được xử trí là đặt nội khí quản, thở máy và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng là bệnh nhân tỉnh nhưng mà sụp mi, được bóp bóng qua nội khí quản, sinh hiệu ổn, sức cơ tứ chi thì yếu, chỉ có là 0/5. Khi mà tiếp nhận bệnh nhân thì chúng tôi đã có, các bác sĩ đã nhận định rằng đây là một trường hợp là bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn gây nhiễm độc thần kinh, gây liệt cơ. Sau khi hội chẩn nhận định đây là trường hợp bị nhiễm độc thần kinh do rắn hổ chúa cắn dẫn đến liệt cơ, bệnh nhân đã được truyền ngay 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đa giá ở lần đầu tiên. Kết quả sau khi truyền 5 lọ huyết thanh, sức cơ bệnh nhân đã có cải thiện từ 0/5 lên được 1.2-2/5. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng suy hô hấp và thở máy, nên các bác sĩ quyết định truyền tiếp tục thêm 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đa giá. Sau 24 tiếng truyền 10 lọ huyết thanh giải độc, bệnh nhân hiện tỉnh táo, cài được máy thở, sức cơ bệnh nhân đã trở lại bình thường. Vết cắn vẫn còn sưng nề như ban đầu nhưng không có dấu hiệu sưng thêm. Hiện tại bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi thêm 48-72 tiếng để đánh giá lại. Trong trường hợp ổn định mới rút nội khí quản để bệnh nhân có thể tự thở. Với những loại mà rắn hổ chúa cắn thì có gây có những cái chuyện là thứ nhất là gây rối loạn về vấn đề về nhiễm độc thần kinh, là vấn đề suy hấp, liệt cơ. Vấn đề thứ hai là có thể gây đến rối loạn nhịp tim, rối loạn nhịp theo dạng là nhịp nhanh, nhịp chậm, và có khả năng nếu mà diễn tiến nặng sẽ dẫn đến cấp cứu, sẽ dẫn đến ngưng tim, cho nên phải cấp cứu, là có thể đặt máy tạo nhịp cấp cứu. Và cái thứ ba là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc do cái nọc rắn có thể dẫn đến mà đến bệnh nhân, có thể dẫn đến đưa đến là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, gây choáng và có khả năng phải xét đến tình trạng là phải lọc máu. Thật ra là khi mà thấy rắn có nhiều lúc là bệnh nhân là có khi là cũng không nhận diện được, không nhận định được đó là loại rắn gì, cũng không thể biết được rắn này có độc hay không có độc. Cho nên là cái tốt nhất khi mà thấy thì không nên là đánh bắt rắn. Đó là cái lời khuyên thứ nhất. Cái thứ hai là khi cái loại huyết thanh mà chúng tôi đang dùng tại đây, đó là loại huyết thanh đa giá, thì đang dùng cho các loại rắn là rắn hổ đất, rắn hổ chúa, rắn cạp nông và rắn cạp nia. Nó khác với các loại rắn khác như là rắn hổ mèo như ca trước đây mà chúng tôi đã từng cấp cứu và đừng đặt máy tạo nhịp cấp cứu. Thì đây là cái loại huyết thanh này không dùng cho cái loại rắn hổ mèo đó. Và cái thứ ba nữa là cái loại huyết thanh này cũng không dùng cho các loại rắn mà gây nhiễm độc, gây rối loạn đông máu. Và hiện tại thì chúng tôi cũng có một cái, khi mà bị rắn cắn, không biết được tình trạng nhiễm độc mà thấy cái vết thương mà có thể thấy là vết thương, cái vết cắn nó sưng nề, thì nên tốt nhất là nên khẩn cấp đi vô vào nơi cơ sở y tế. Tốt nhất nên là nên vào cơ sở y tế để có cái thể cái sơ cứu và có cái điều trị mà phù hợp và thích hợp nhất. Thì cũng như bệnh nào cũng vậy, nếu mà xác định được cái tác nhân gây bệnh thì cái đó là cái điểm quan trọng và cái tốt nhất để mà khi mà chẩn đoán và cho cái hướng điều trị cho bác sĩ. Thì khi mà bị rắn cắn mà nếu mà đập được con rắn hoặc bắt được con rắn thì nên đem con rắn vào trong bệnh viện để cho nơi cơ sở y tế người ta có thể nhận diện, xác nhận được cái loại rắn, và từ đó thì sẽ có cái những cái hướng và cái phương pháp điều trị thích hợp. Ví dụ như ca này, khi mà đưa con rắn vào thì
để mà nhận diện, thì chúng tôi đã nhận diện được đó là loại rắn hổ chúa. Thì chính vì vậy chúng tôi đã dùng được cái huyết thanh hiện tại đang có của tại bệnh viện, đó là huyết thanh đa giá, xử trí và truyền kịp thời để cấp cứu, sơ cứu cho bệnh nhân. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.